Sáng nay, công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Crông Nô đã tổ chức thông hầm công trình thủy điện Crông Nô 2 thuộc địa bàn xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Sau gần 18 tháng thi công, hầm thủy điện Crông Nô 2 với chiều dài hơn 3 km đã hoàn thành. Sau khi thông hầm, nhà đầu tư sẽ tiến hành các công tác hoàn thiện hầm trong thời gian 1 tháng. Là một bậc thang của công trình thủy điện Crông Nô 2 được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 1.165 tỷ đồng, công suất lắp máy 30 MW. Các nhà máy khi đi vào hoạt động không chỉ bổ sung lượng điện năng vào hệ thống lưới điện quốc gia mà còn có tác dụng cắt lũ cho vùng hạ du thường xuyên bị ngập về mùa mưa, góp phần điều hòa dòng chảy, đáp ứng nguồn nước tưới tiêu, canh tác, sinh hoạt cho đồng bào nơi đây.